mỗi một người nghệ sĩ nói riêng và một người nghệ sĩ làm nghệ thuật nói chung thì tất cả những cái sản phẩm mà mình thực hiện nó thì đều mong muốn nó sẽ có chỗ đứng trong lòng khán giả và nó tạo một cơ cố hích gọi là chaining cho người nghe. Bản thân Hà và Khắc Việt vậy cũng rất là mong muốn bài hát mới của tình sẽ nằm trong trái tim của khán giả và sẽ là một cái điều gì đó, một cái bài hát nhớ đời dành tặng cho khán giả và được khán giả yêu thương trong thật là nhiều năm. Đó là cái điều mà tất cả chúng tôi mong muốn. Đó, nhưng mà nó hit được hay không? Dạ, nó hit được hay không? Thì nó cũng phải nhờ vào cái duyên số và cái số phận của cái ca khúc đó. Nhiều bài hát rất là hay và rất là nhiều tâm đắc nhưng mà chưa chắc đã đến được với khán giả. Và hy vọng rằng bài hát nữa, hy vọng cùng với bài hát nữa thì Quận Tình sẽ là một trong những bài hát được khán giả yêu mến, sáng tác của Khắc Việt và qua giọng hát của Quang Hà. Thì Khắc Việt có nói với Quang Hà rằng là nếu như bản nhạc Ngoại Tình này mà hot và hit như là cái bài Ngỡ cách đây 10 năm thì Quang Hà phải mất một căn nhà cho Khắc Việt. Đúng không ạ? Dạ, đó là điều. Trong những cái buổi gặp nhau thì khi mà Khắc Việt mang cái bài hát Ngoại Tình ra, cái bài hát mà Hà đã thu mà mang ra khoe với mọi người thì mọi người vui. Chắc chắn là sẽ là hot. Không phải bảo là nếu mà bài hát này mà hot giống như bài hát Ngỡ thì Quang Hà phải tặng cho Khắc Việt một cái nhà, thì Hà nghĩ rằng là không phải tặng mà phải tặng luôn ngay lập tức, bởi vì khi mà một bài hát mà nó được trở thành một ca khúc hit ấy, thì nó kéo theo rất là nhiều những cái lợi nhuận, chẳng đúng rồi, lợi nhuận và cho ca sĩ từ danh tiếng, từ tiền bạc, tất cả mọi thứ rất là nhiều. Thưa quý vị, một bài thôi thì sẵn sàng đổi căn nhà ngay. Và Hà nói với đùa với Khắc Việt là nếu mà bài hát này mà nổi tiếng như bài hát Ngỡ thì Hà sẽ tặng Khắc Việt một căn nhà. Nhưng nếu không nổi tiếng thì sao, thì vợ của Khắc Việt ngồi bên cạnh nói là nếu không nổi tiếng Khắc Việt sẽ viết một bài hát khác để khi nào mà nổi tiếng. Cái bài hát này là Việt đưa cho Hà cách đây một năm rồi, trong một năm năm ngoái, năm 2020 em tưởng nhỉ, 2020 đó, tầm đó thì đến nhà Khắc Việt thăm Khắc Việt. Lúc đó anh ấy đang dọn cái nhà ở tại chung cư tại Hà Nội thì đến thăm, đến tình cờ thôi. Thưa quý vị, thì Khắc Việt lúc đấy đang nhậu cũng hơi ngà ngà, thì Khắc Việt bảo là anh lấy điện thoại ra và làm gì thì anh lấy ra đi. Xong rồi lấy ra thì Khắc Việt ngồi vào đàn. Khắc Việt để thằng Khắc Việt anh quay đi. Hà quay thì Khắc Việt hát demo cái bài hát Ngoại Tình này. Lúc đó thì Ngoại Tình vẫn chưa có cái bản demo trên văn bản mà chỉ là cái bản Hà thu vào điện thoại thôi. Và khi quay xong thì Khắc Việt bảo là tặng anh bài hát này. Thì sau một năm, tại vì là khi mà một cái sản phẩm đấy thì chúng tôi sẽ có rất là nhiều những bước, ví dụ hòa âm vũ khí rồi thu âm rồi phải tìm cái người hòa âm vũ khí cho nó phù hợp nữa. Thì Khắc Việt là cái người tìm cái người nhạc sĩ để hòa âm vũ khí bài hát này, và Khắc Việt muốn rằng là bài hát này là một cái bài hát mà nó khác hẳn với tất cả những cái ca khúc pop ballad thuần túy từ xưa đến nay mà Hà hay thể hiện, và nó có hơi hướng của một cái gì đó nó trẻ trung hơn, nó hiện đại hơn. Và Việt bảo là anh cứ tin em một lần này, em muốn lên kênh giữa âm nhạc nó mới hơn, nó mới mẻ hơn cho cái giọng hát của Quang Hà. Đó thì nó ra Ngoại Tình, và một năm sau thì chúng tôi mới bắt đầu quay phim và mới phát hành. Chính vì thế nên là không phải là vì là đang có xu thế Ngoại Tình hay Tiểu Tam hay là Người Thứ Ba mà Hà phát hành em này, không có. Chúng ta đã phát hành vào cái ngày 19 tháng 1 là ngày sinh nhật của Hà, nhưng lúc đó thì đang cận kề Tết. Và lúc đó thì mọi người chỉ nghe nhạc xuân thôi, nên là rời lại vào cái ngày 22 tháng 2 này, một cái con số rất là đẹp. 22 giờ 2 phút chiều ngày 22 tháng 2 năm 2022. Diễn viên quá đẹp và diễn viên quá gọi là gợi cảm. Thế nên là khi mà mình vào vai nó cũng nhập tâm, nó dễ hơn. Tại vì khi mà hai người mà đóng mà có một cái người gượng gạo thì sẽ dễ làm cho cái người kia cũng cảm thấy nó không được thoải mái. Thì với một cái người bạn diễn mà cảm thấy rất là chuyên nghiệp như vậy thì bắt buộc mình phải làm tới, thưa quý vị. Làm tới, thưa quý vị. Lúc đầu tiên thì đạo diễn bảo là không biết là Quang Hà có làm được hay không.
đó. Nhưng mà khi mà ngay từ cái cảnh đầu tiên là cảnh đầu tiên là cảnh mà đứng ở trong thang máy, thưa quý vị, một lúc nữa thôi, một cái lúc mà cô gái hát xong rồi đưa mắt thì ra là cô gái đấy là đến tất cả mọi thứ là trong một cái căn phòng và trong một lúc, thì cái cảnh đó Hà sốc tay lên một cái và còn ba và đưa lên cả thì mà mọi người bảo là ồ, đạt quá đạt quá, và mọi người cảm thấy thở phào nhẹ nhõm, nghĩ rằng là Hà sẽ làm được những điều đó. Và cái cảnh là nằm ngồi trong bể, trong bồn tắm cũng là một trong cái điểm mà nhạy cảm. Cái gì vì thời gian vừa qua cũng có một cái cảnh mà lộ cảnh giường chiếu trong bồn tắm nữa cho quý vị, thì nó cũng không biết là ý đồ đạo diễn như thế nào, nhưng Hà nghĩ rằng là nó cũng chắc là cũng có một phần nào đó nó nhạy cảm trong đó. Rồi cái cảnh mà phải ngồi lần cô gái ngồi lên người mình, cái cảnh đấy cũng là cảnh khó, bởi vì tất cả mọi thứ nó đều quay trong một lúc không thôi, thì nó rất là khó vì nó không bị cắt xén. Thì nói chung là tất cả những cái cảnh đường nóng nó thì cũng dễ dàng, không có gì gọi là khó khăn đối với bản thân mình, mình cũng thích những cái cảnh đó. Đừng dừng nào đi, không thật, cái này là chia sẻ thật. Bởi vì sao? Bởi vì Hà nghĩ rằng là mỗi người trong chúng ta, khi chúng ta xuất hiện ở ngoài thì chúng ta với cái vẻ rất là lịch sự, chỉnh chu đạm mạc, nhưng khi mà chúng ta mà ở trên trên giường chiếu hoặc là trong những cảnh của chúng ta, trong cái lúc mà chúng ta mà gọi là bản năng đấy, khát bối, đúng không, thì bộc lộ cái bản năng của chúng ta rõ ràng nhất, đúng không ạ? Vì lúc đấy là không còn cái gì nữa, chỉ nghĩa là trong lúc lâm trận là bảo em ơi em ngượng, đúng không? Chỉ có tiến tới thôi, thì Hà nghĩ rằng là cái cảnh giường chiếu này cũng là cảnh mà khá thật đấy. Tự nhiên nói đến cái cảnh này, cái con Hà tươi hẳn lên, cười tít mắt sung sướng. Đây là những cảnh mà khi đạo diễn được dựng lên thì nó đã hạn chế, nó đã che đậy rất là nhiều. Nếu ở ngoài thì nó trần trụi hơn nữa, nó trần trụi lắm. Tại vì nó rất là đời thật đấy. Thì em cũng cảm thấy sốc vì cái trang phục và cái sự thể hiện của cô ấy. Nhưng mà bạn ấy là nữ, bạn ấy không khe thì thôi, mình không có gì mình bị sợ. Làm tới và em cứ thế làm theo đúng kịch bản của đạo diễn chỉ ra, thì em cũng không biết là phải làm thế nào mà. Chứ đạo diễn bảo là vuốt mông là em vuốt mông ra, đỡ lên lộ lên và đẩy ra đấy. Tất cả những cái diễn là cái xung quanh còn nhiều lắm. Tại vì mọi người thấy cái ánh sáng cũng là một trong những cái rất là phức tạp, tại vì không quay bằng ánh sáng tự nhiên mà phải quay bằng ánh sáng setup, và setup giữa màu xanh màu hồng nó xen lẫn với nhau, nó tạo nên được cái sự ma mị và cái sự gợi cảm sexy đó. Thì tất cả mọi thứ đó xung quanh còn nhiều lắm, còn người thò ra, người thụt vào, người mở cửa, người cầm đèn, các thứ đông lắm. Trước mình em trên đấy như là em nghĩ rằng là chẳng có gì cả thăng hoa đâu, nó chỉ là cái cảnh diễn chị ạ, tại vì xung quanh đông người lắm. Nếu mà bây giờ thăng hoa mà có hai người cơ thì nó còn có cảm xúc, chứ còn cái đây thì bảo diễn bảo là quay phát là thôi, có thể là đập ra hay là kéo vào hay vật lên vật xuống. Thì tất cả những cái này đó là ý đồ của đạo diễn và cái người diễn viên như em á, tay ngang như em bắt buộc phải làm. Bởi vì khi mình đã nhận một cái đảm nhận một cái vai nào đó thì bắt buộc mình phải hết mình với cái vai đó, thì không có được sợ và không được có ngại, có cảm xúc hay không cảm xúc thì vẫn phải diễn. Đó là cái người em nghĩ là chuyên nghiệp, nó là như vậy. Còn em không biết là cảnh diễn em diễn thì chắc có lẽ là nó vẫn còn hơi ít so với những cái gì mọi người mong muốn, nhưng mà đó là em nghĩ rằng là nó là vượt quá cái hình ảnh cái chuyện này của con Hà. Bởi vì từ trước đây thật sự là em chỉ hát thôi, ngồi im em hát thôi, còn tất cả những cảnh diễn, cảnh đóng, cảnh gì đó thì cảnh đánh nhau hay cảnh drama gì đó thì tất cả do diễn viên họ làm hết. Nên là đây có lẽ là cảnh lần đầu tiên mà em làm cái cảnh giường chiếu mà nó dữ tợn nhất. Hy vọng lần sau em làm ghê gớm hơn tí nữa.